Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghề của bạn được phát sóng định kỳ vào lúc 14:30 thứ sáu các tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, cùng với sự phát triển của công nghệ và sự bùng nổ của các dòng điện thoại, đặc biệt là hệ điện thoại thông minh, thì hầu như ai cũng sở hữu riêng cho mình một chiếc điện thoại. Nó như một vật dụng cần thiết trong đời sống cá nhân của mỗi người. Nghề sửa chữa điện thoại đang trở thành nghề nằm trong sự lựa chọn của nhiều người hiện nay. Chỉ cần có khả năng sửa chữa tốt, kinh nghiệm thì việc tìm kiếm thu nhập ổn định là không hề khó. Qua thời gian trau dồi, kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại sẽ phát triển kinh nghiệm, kỹ năng và tay nghề, thu hút được nhiều khách hàng. Sử dụng thì nhiều, nhưng chẳng có mấy người tự sửa chữa được điện thoại của mình khi xảy ra sự cố hỏng hóc. Và vì thế phải đưa chúng đến các trung tâm bảo hành sửa chữa. Và nghiễm nhiên, nghề sửa chữa điện thoại đường hoàng lên ngôi. Công việc sửa chữa điện thoại chủ yếu làm tại chỗ. Bản chất của nghề không nặng nhọc, không cần trình độ cao, mà chủ yếu cần đến niềm đam mê kỹ thuật. Quan trọng nhất, bạn phải đôi chút kiến thức về điện tử cùng với sự tỉ mỉ khéo léo. Vì thế công việc này được đánh giá khá an toàn, ít rủi ro. Nếu là người có đầu óc kinh doanh, bạn có thể kết hợp bảo trì, sửa chữa với việc buôn bán các mặt hàng liên quan đến điện thoại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì doanh thu sẽ rất lớn. Vậy muốn học nghề sửa chữa điện thoại di động thì chúng ta phải học ở đâu? Vào lúc này, Quốc Đạt đang có mặt tại Trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại Trung Hậu, quận Tân Bình. Trước khi chúng ta gặp gỡ và trò chuyện với các bạn học viên cũng như là người hướng dẫn nghề, xin mời quý vị chúng ta hãy tham quan một vòng lớp học để xem các bạn học viên đang học những gì. Đây là Trung tâm sửa chữa điện thoại Trung Hậu, địa chỉ 540 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình. Ra đời từ năm 2000, tính đến nay, trung tâm này đã đào tạo được cả trăm khóa ngắn hạn với hàng ngàn bạn trẻ được truyền nghề bảo trì sửa chữa điện thoại di động, laptop, máy tính bảng. Sau khi hoàn thành lớp học, trở thành kỹ thuật viên, các bạn đã có thể hành nghề và sống được với nghề. Thưa quý vị, đây là anh Dương Thành Trọng, trước đây là học viên của trung tâm và bây giờ là một kỹ thuật viên của trung tâm Trung Hậu. Chào anh ạ. Dạ, chào anh. Không biết là mình đến với nghề này mình có khó khăn gì không anh? Cái nghề này nó đòi hỏi cái mình cái sự tỉ mỉ với cái cần cù. Có khi nào anh đem về nhà để anh làm việc không anh? Khó, những vấn đề mà khó thì mình về mình sẽ nghiên cứu thêm. Việc mà xuất hiện của công nghệ có giúp ích gì cho mình trong cái việc sửa chữa không anh? Công nghệ nó càng ngày càng phát triển thì nó càng giúp mình rất là tốt những vấn đề đó. Càng ngày cái thiết có những cái điện thoại nó càng la thì nó sẽ tinh vi hơn. Đòi hỏi những cái thiết bị công nghệ mình phải có mình mới làm được. Anh đã từng học và đang làm nghề như vậy thì đã đủ chưa anh? Thì nói về nghề điện tử á, là nó đòi hỏi mình là phải lúc nào cũng phải cập nhật hàng ngày. Chứ nói mà đấu với điện thoại điện tử này thì chưa. Hay có nhiều người giống như anh là đã đi làm nghề rồi mà quay lại trung tâm học không anh? Có, tại vì có những người ta đang ngồi mở tiệm thì khi nó gặp những trường hợp cửa hàng nó chưa có cập nhật kịp những vấn đề đó, người ta quay lại thì những người thầy là người ta sẽ cập nhật trước đó rồi sau này chỉ lại những học trò của mình. Phụ huynh cũng quan tâm, các bạn cũng quan tâm đó là người này thực sự là có đủ sống không anh? Rất là tốt, tại vì nguồn thu nhập lợi nhuận vào cái điện thoại này cũng hàng gọi là hàng cao. Nếu mà học cỡ 6 tháng là tay nghề mình ổn rồi, mình có thể tháo lắp hay thế những linh kiện ổn được thì có thể là rất là nhiều của trung tâm nó nhận mình về rất là nhiều rồi. Nếu như các bạn muốn tự mở tiệm thì sao ạ? Muốn mở một cửa hàng thì nó phải đòi có một số vốn, hoặc là mình mở cửa hàng bán online. Cũng là một phương án đúng không muốn ạ? Muốn có những cái đó thì mình phải đi học nghề, không cái nghề vững chắc. Xin được cảm ơn anh. Đúng như anh nói đó, thưa quý vị, chúng ta nếu như muốn giỏi thì chúng ta phải đi học và luôn luôn cập nhật những cái mới, nhất là trong những nghề kỹ thuật như thế này. Học sửa điện thoại không yêu cầu quá cao về trình độ đầu vào. Trong quá trình học, thường áp dụng lý thuyết song song với thực hành, đi từ cách sửa chữa cơ bản cho đến nâng cao, áp dụng môi trường thực tế, giúp học viên dễ dàng tiếp thu và nắm vững kiến thức. Các khóa học sửa chữa điện thoại trung bình từ 3 đến 6 tháng, một thợ ra nghề thành thạo kỹ thuật hoàn toàn có thể tự sửa chữa được mọi hỏng hóc trên thiết bị di động.
Thưa quý vị khán giả, và đây là một trong rất nhiều học viên của trung tâm trung hậu. Chào bạn. Không biết là bạn trước đây mình có nghĩ là mình sẽ học và theo nghề này không? Dạ không ạ, ngày xưa thì em có làm ở bên xây dựng nhưng mà sau nó có cái duyên đến với cái nghề này ạ. Mình học được bao lâu rồi bạn ha? Dạ cái này thì em đang học được hơn một tháng nhưng mà cũng biết rất nhiều rồi ạ. Tại vì do ở đây các thầy chỉ bảo rất chi nhiệt tình với mình, cũng được sửa máy của khách này nên là làm rất chi là dễ ạ. Trong quá trình học thì mình có về nhà mình mày mò mình tự sửa hay là búng cái điện thoại của mình ra không bạn? Dạ cái đó thì em cũng có làm nhiều rồi ạ. Không biết là sau khi mình học xong rồi mình dự định mình sẽ mở tiệm hay là mình đi làm ở đâu bạn ha? Các thầy ở đây thì cũng chỉ thêm nên là về nhà em có mở tiệm rồi em làm thêm luôn. Vậy có nghĩa là mình đã mở tiệm rồi sau đó mình quay lại đây mình học tiếp đúng không ạ? Và trong quá trình học thì bạn thấy điều gì làm cho bạn thấy khó nhất? Thì ở đây thì các thầy chị cũng dễ hiểu lắm nên là em cũng chưa thấy khó cái gì hết ạ. Trong vòng một tuần thì các thầy chị cũng dễ biết lắm nên là em cũng đã biết hết rồi ạ. Có một điều mà hơi tới nhị xíu mà mọi người cũng muốn biết á là thu nhập cho cái việc sửa chữa điện thoại của mình thì một tháng tầm khoảng bao nhiêu bạn ha? Dạ thì bây giờ em đang mở tiệm thì trung bình cứ ngày thì em kiếm khoảng tầm từ 500 tới 1 triệu ạ. Và cuối cùng bạn hãy dành một lời nào đó cho các bạn muốn có đam mê theo học nghề này được không ạ? Nếu mà các bạn mà muốn thực sự muốn đi học thì mình nên chọn một trung tâm uy tín để mình theo mình học nghề giống như mình bây giờ. Đấy, thì mình sẽ ra mình học rất là nhanh, vài tháng là mình có thể ra mình kiếm tiền được rồi ạ. Cảm ơn bạn với những thông tin vừa rồi. Từ những chia sẻ trên, việc còn lại là nên lựa chọn học nghề tại các trung tâm dạy nghề uy tín nào để đảm bảo được chất lượng giảng dạy tốt nhất. Hiện nay có khá nhiều trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại di động. Người học cần tham khảo kỹ trước khi đặt niềm tin và sự kỳ vọng của mình để có thể lựa chọn nơi phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu học của bản thân. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta gặp gỡ thầy Trần Thanh Hậu là giám đốc của trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại trung hậu. Cái đối tượng nào sẽ là theo học của trung tâm mình được thầy hả? Để theo học cái nghề này là về trình độ văn hóa thì các bạn tốt nhất là các bạn học hết lớp 9. Nhưng nếu các bạn nào mà không có cơ hội để học đến lớp 9, có trình độ thấp hơn vẫn theo cái nghề sửa chữa điện thoại này để được. Có những cái tiêu chí đặc biệt nào cho các bạn khi đến đây học không ạ? Có sự đam mê với nghề, đó là tiêu chí đầu tiên. Tiêu chí thứ hai là các bạn siêng năng, có tính tỉ mỉ, chịu khó là các bạn có thể theo nghề được. Nói chung là cũng cần một sự tỉ mẩn đúng không ạ? Bởi vì rất là phần mềm, phần cứng của điện thoại rất là nhỏ. Không biết là bao lâu thì mình mới cảm giác là mình hợp với nghề này được thầy? Thì một tuần cho tới hai tuần là các bạn có thể là cảm thấy rằng mình có phù hợp với nghề hay không? Là mình cảm nhận được cái mình có hợp cảm nhận hay không? Được. Và từ lúc mà chưa biết gì đến lúc mà mình tự tin mình ra mình làm nghề thì khoảng bao lâu thì? Thì cái thời gian kéo dài khoảng từ 4 tới 6 tháng tùy khả năng mỗi người. Có những bạn á học rất là nhanh. Nhiều khi là học 1-2 tháng là đã biết làm rồi, đã đi ra ngoài làm được rồi. Nhưng cũng có những bạn á là phải là 4-6 tháng thì các bạn mới ra nghề được. 4-6 tháng. Và có một điều này chắc hẳn là quý vị khán giả ở nhà cũng đang thắc mắc là học phí của mình tầm khoảng bao nhiêu vậy thầy? Cái học phí nó dao động từ 2 triệu cho tới 6 triệu. Nó có 3 phần, học viên cần học 3 phần. Phần thứ nhất là phần cứng. Phần cứng liên quan tới vấn đề là sửa chữa, tháo lắp, thay thế. Nếu các bạn chỉ biết sửa chữa phần cứng thôi là các bạn vẫn đi làm được. Cái phần thứ hai là phần mềm, tức là xử lý các cái lỗi về phần mềm tự động, như là các cái lỗi gì bị khóa mạng, khóa máy, bị các cái lỗi iCloud. Các bạn học kỹ về phần mềm, bạn có thể ra, bạn có thể làm cho các cái trung tâm sửa chữa tự động như là Thế Giới Di Động hay là FPT đều được. Cái phần thứ ba là các bạn có thể là học về ép kính. Từ khi mà có điện thoại smartphone ra đời thì lúc đó có thêm một cái dịch vụ là ép kính. Khi điện thoại bị rớt, bị bể kính thì học viên sẽ biết cách dùng các cái máy móc thiết bị để tách cái kính ra và thay thế. Thì cái đó trong giới kỹ thuật thì người ta gọi là ép kính. Ngoài việc mà mình dạy cho học viên sửa chữa điện thoại thì mình có dạy thêm các thiết bị công nghệ nào khác không thầy? Ngoài cái vấn đề sửa chữa điện thoại ra thì kèm theo là các bạn có thể biết sửa về máy tính bảng. Các bạn có thể học thêm về cái sửa chữa máy tính. Sửa chữa máy tính thì gồm có là sửa chữa máy tính bàn, sửa chữa laptop, sửa chữa MacBook. Điều đó thì hiển nhiên là phải kéo dài thời gian học thêm. Kéo dài thời gian. Như thầy vừa mới nói thì có phần mềm,
phần cứng và ép kính. Vậy thì mình có thể học riêng ba khóa đó được không thầy, hay là mình học phải chung một khóa ạ? Các bạn có thể là học từng khóa riêng lẻ. Ví dụ chẳng hạn như là các bạn muốn xin vào một cái doanh nghiệp chuyên về thay kính màn hình, ép kính, thì các bạn chỉ cần học một khóa về ép kính là đủ, là các bạn có thể là xin việc làm được rất là nhanh. Và thời gian cho khóa này thì bao lâu thầy? Thời gian khóa này các bạn có thể chỉ cần học trong một tháng, hai tháng là các bạn đã rành nghề rồi. Cho nên rất là nhanh. Và giải quyết được công an việc làm rất là tốt. Còn có những bạn thì có dự định xin vào làm việc ở Thế Giới Di Động để chuyên về phần mềm. Thì các bạn chỉ học một khóa về phần mềm để xử lý các cái lỗi của điện thoại động trên máy tính. Và cũng tầm là khoảng 1 đến 2 tháng. Các bạn học cũng chỉ 1 tới 2 tháng thôi. Có rất là nhiều dòng điện thoại ra đời, cho nên là phải cập nhật thường xuyên. Vậy thì cái lộ trình cập nhật của các bạn như thế nào thầy ha? Đối với lĩnh vực sửa chữa điện thoại động sẽ được các kỹ sư hướng dẫn. Cho nên các em sẽ nắm rõ về lý thuyết, nguyên lý hoạt động của điện thoại động. Nắm được cái phương pháp tập sơ đồ. Hiểu được các cái nguyên lý, cái chẩn đoán các cái bệnh. Sửa được những cái lỗi phổ biến trên thể động. Thứ hai nữa là về thực hành. Các bạn sẽ được luyện một cái kỹ năng từ căn bản cho tới nâng cao, tới chuyên sâu. Thì khi học xong là các bạn có đầy đủ cả hai phần, lý thuyết và thực hành và kinh nghiệm thực tế. Cho nên là khi mà các bạn biết sửa rồi, trở thành người thợ thực thụ rồi, thì qua thời gian thị trường sẽ cho ra nhiều cái dòng sản phẩm của các cái hãng khác nhau. Thì các bạn có thể tự mở rộng, tự nghiên cứu, sửa được những cái đời máy mới đó, mà không cần phải quay lại học lại. Là trên một cái nền có sẵn. Trên một nền có sẵn. Nên thấy cái ý rất là hay, là chuẩn đoán được bệnh là mình có thể sửa đúng được rồi. Đúng không ạ? Mọi người cũng thắc mắc giống em là đầu ra của mình thì như thế nào cho các bạn học viên ạ? Các em bảo đảm là 100% có cơ hội việc làm. Cái nghề này là một trong những nghề hot nhất hiện nay. Khi ra là các bạn sẽ được nhiều cửa hàng, nhiều công ty mời về làm việc. Coi như là săn đón đó ông thầy. Thu nhập khởi điểm của bạn khi mới ra làm ở cái mức lương có thể là từ 7-8 triệu trở lên, tùy theo cái thời gian làm việc. Những người thợ giỏi thì có thể thu nhập có thể là 20 triệu một tháng, trên 20 triệu, bởi vì các bạn vừa có thể đi làm và vừa có thể nhận máy về nhà sửa. Đối với lĩnh vực sửa chữa điện thoại động này thì nó rất là đơn giản về cái chi phí bỏ ra để sắm cái trang thiết bị để sửa chữa một cái điện thoại động, thì nó có thể nó dao động trong khoảng từ 2-3 triệu thôi. Là người ta có thể là tự ở nhà cầm một cái không gian nhỏ. Các bạn ở trọ các bạn cũng có thể hành nghề được. 20 triệu đồng một tháng là đúng không thầy? Là mức lương có thể nói là mong ước của rất là nhiều người. Thầy nhận định như thế nào về nhu cầu thị trường lao động của nghề này ạ? Luôn luôn cần, bởi vì là mỗi ngày mỗi tháng luôn luôn có nhiều sản phẩm mới. Cho nên cái lực lượng lao động rất là cần để hỗ trợ cho các cái cửa hàng, các trung tâm. Cái nghề này có một điểm đặc biệt là các bạn có ý định là đi ra nước ngoài sống thì vẫn có thể hành nghề này được. Khi qua đó thì người ta cấp giấy phép cho mình thì mình có thể mở cửa hàng, mở tiệm, mình làm việc được. Lời cuối, thầy hãy dành một lời nào đó để động viên, khuyến khích các bạn sắp theo học được không ạ? Mình có lời khuyên đối với các bạn như thế này. Khi mình học tới lớp 12 thì mình nghĩ rằng là mình sẽ học một cái trường trung cấp, cao đẳng hay là một trường đại học nào đó. Đó là cái mong muốn của ba mẹ, mong muốn của bạn bè. Trong khi đó, cái khả năng của mình thì nó không phù hợp. Mình học đại học có thể 4-5 năm, nhưng mà học nghề chỉ mất 6 tháng. Trung bình là 6 tháng mình có cái nghề rồi. Mình đi xin việc làm, mình có lương. Sau này các bạn có thể là mở tiệm. Thì mình thấy cuộc sống nó sẽ dễ dàng thực hiện theo cái ước mơ của mình. Cảm ơn những thông tin cực kỳ bổ ích của thầy. Theo thống kê, có đến 65 triệu người dân sử dụng điện thoại thông minh. Và bao nhiêu trong số đó cần bảo trì sửa chữa? Chắc chắn là một con số không nhỏ. Chỉ cần bạn lựa chọn đúng trung tâm đào tạo nghề uy tín, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn một kết quả xứng đáng. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào tạm biệt. Đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 14:30 thứ 6 các tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.